hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui. Đang có anh ở nhà, con nhà nha, em ra chợ xíu à. Em làm gì mà ngày nào anh cũng thấy em ra chợ hết vậy em? Một ngày ra cả chục lần. Chục đâu, mà sáng giờ em chưa ra tới chợ luôn đó anh. Đi ra bà tám mà theo chứ đi đâu. Rồi, ra ngoài tụm ba tụm bảy nói chuyện tào lao nữa chứ đâu. Ồ, nói chuyện tào lao là chuyện bình thường. Đàn bà ai không vậy, dễ chí mà. Thấy tôi nhiều chuyện khi khơi vậy chứ tôi làm ra tiền nha, chứ đừng khi dễ à. Đâu bà làm gì ra tiền mà kể tôi nghe thử coi. Làm gì kể tôi, hỏi chi. Mời bố tôi đem tiền về đừng có xin rồi nha. Ở nhà con nhà đi, tôi đi xíu về. Cao sẵn rồi đó nghe, hồi chiên giùm luôn nha. Biết rồi. Ủa kỳ trời, mới đây mà đâu mất tiêu rồi trời. Gì nữa vậy trời? Gì vậy? Cái nón em mới nhớ để vòng vòng đây nè, giờ ra mất tiêu rồi. Gồm ập cái nồi lên đầu bà hay gì, bà đi kiếm cái nón mà hẻm. Ủa trời ơi, khùng hơn cái gì nữa. Chung phòng với ông đó, lâu lâu quên làm gì ghê vậy. Rồi tới nữa rồi anh ơi. Cái gì nữa? Cái gì? Sáng anh chạy xe đi uống cà phê đúng không? Ừ. Lũng rồi nè. Rồi cán đinh hay gì rồi mà chịu khó dắt lên chảnh giá giùm anh đi. Thì chứ đường ra chợ nó nay xa ghê luôn. Ông chạy lên đây ông dắt chiếc xe về giùm tôi coi, cái thằng sửa xe nó không có chịu sửa. Làm gì không sửa trời? Chưa nắng nóng nực nó làm biến sửa xe hay gì á, để cái bảng lười sửa xe kìa. Trời ơi, cái thằng đó nó tên lười, nó sửa xe đó má. Dắt xe chồng kia nó giá giùm đi. Thiệt chứ? Về đây lấy thuốc cho bà uống luôn. Thiệt chứ? Vì cái bảng có dấu phẩy cũng làm biến nữa, thôi ta lười phẩy cái đi sửa xe. Đúng là lười. Anh ơi, sửa xe. Anh ơi, anh ơi anh. Chết rồi. Anh ơi. Ai ai? Bà tám anh theo. Trời ơi, cuộc đời vô thường thiệt chứ. Kể bà nói tôi làm chi? Trời ơi, không phải. Bà trốn rồi. Gì? Trốn gì? Trốn nợ. Ừ. Biết lắm mà. Thiếu nợ mới trốn vậy thôi chứ ai đâu tự nhiên đi trốn. Bởi vậy ta nói, con nào mà nó khùng dữ thằng khùng nó cho bả đem tiền dưng cho bả vậy trời thì chứ. Kiểu này chủ nợ vừa khóc vừa cười ăn mừng cục. Cục cái đầu không á. Về đây con giảm được nữa. Tôi chơi con bả mấy chân hụi gần 90 triệu đó. Hiểu thì mà.